Mến chào tất cả quý vị và các bạn đang đến với lại phần hướng dẫn của chuỗi series rất là tâm huyết, rất là thú vị của tôi gửi đến cho các bạn. Đó là cách tạo website bằng WordPress video dễ dàng nhất ở trên SAM Local. Tất cả những gì tôi mang đến cho các bạn trong ngày hôm nay là thực tế và phải nói rằng là thông minh khi các bạn chọn cách tạo website bằng WordPress và hướng đến người xem thật dễ dàng do chính tay các bạn tự thiết kế. Bây giờ mời bạn xem phần hướng dẫn ngay sau đây. Đầu tiên chúng ta nhớ bật phần SAM lên. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào phần tạo quảng cáo và liên kết mạng xã hội trên WordPress. Để tạo phần quảng cáo thì các anh chị và các bạn sẽ xem qua phần demo. Ta vẫn vào trong cái phần quản trị để làm sao nó hiện được những cái banner quảng cáo ở bên góc phải của Reseba thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên các anh chị vào phần quản trị, mình sẽ vào cái phần là Widget hay là đọc là Widget. Các anh chị và các bạn sẽ chọn cái là Advantage. Chúng ta kéo qua bên cái phần là Main Sidebar, kéo qua rồi chúng ta đóng lại. Còn những phần này chúng ta không cần sử dụng thì chúng ta xóa bớt. Rồi, Category Meta xóa đi các bạn. Rồi, còn muốn để search lên để cho mọi người tìm cho dễ thì lên đó. Rồi, bây giờ quảng cáo thì như thế nào? Bây giờ ở đây tôi muốn quảng cáo về cái khóa học online. Đây thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ up lên, anh chị vào cái phần là media little ad new, click vào select, rồi các anh chị bạn click vào cái phần là 300 x 250, chúng ta up lên. Rồi các anh bạn click vào đây và qua đây nó có cái phần là đường link URL, các anh chị bạn copy cái này. Rồi chúng ta vào lại phần widget. Ở đây hai cái thì chúng ta bỏ bớt một cái. Rồi, ta bỏ cái đường link email vào đây. Thì tôi đây là khóa học free. Rồi, cái link này thì đâu, thí dụ rồi thí dụ tôi muốn chia sẻ bạn cách thiết kế web. Đây mình lấy một link ha, đây. Rồi ở đây mình sẽ copy. Đó, ví dụ mình đó trở về đường link này. Nếu người học thì ở đây cái này là gì? Rồi, đây là Siri. Rồi, ok. Rồi các bạn click vào sale. Hay hoặc add support thì các bạn có thể vào máy nhúng chúng ta copy. Rồi. Và qua đây đó thì nó ra cái clip. À đây, ở đây nó ra được cái đường link URL đúng không bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ
Ở đây ví dụ đây có trường linh hình. Rồi chúng ta bỏ cái phần code này đi. Rồi, xem nó ra cái gì đây. Rồi, repeat nó. Đó. Thấy không? Thì nó sẽ ra được cái phần khóa học. Thì bạn lít vô thì nó mới trỏ về cái đường link của bạn. À, nên có hai phần nha. Một phần các bạn sử dụng code. Bây giờ tôi tạo thêm một cái nữa. Và cái này tôi muốn tạo ra một cái tab quảng cáo về cái stable host. Thấy không? Stable host là cái đơn vị hosting. Giờ làm như sau. Bây giờ là giảm 50% hosting. Đây. Link URL. Đây tôi có chuẩn bị. Đó, tôi sẽ dùng cái code này. Đó. Đây là mở code vô đây cũng được. Giảm nó 50%. Rồi, như là copy. Rồi, cái đường link ảnh ở đâu thì các anh chị bạn sẽ tải lên. Media. Add new. Ở đây tôi có thể tải bằng file GIF nha, tôi GIF cũng được nha. Rồi, sau đó cũng lấy cái đường dẫn này. Rồi, tôi bỏ vô. Rồi, link này thì các bạn có thể lấy bằng cái thêm bằng cách này. Đây. Rồi, tới đây bạn copy. Rồi, bỏ vô này. Click vào save. Rồi, chúng ta ra xem nè. Đó. Bây giờ giảm 50% hosting. Đó là cái tab banner quảng cáo. Đó. Bằng GIF, bằng ảnh đều được. Và bây giờ tiếp theo thì các anh chị bạn sẽ tìm đến phần liên kết mạng xã hội trên website của Red. Liên kết mạng xã hội là nằm đầu, nằm dưới đây. Và xử lý phần footer thì các bạn cũng làm như sau. Các anh chị vẫn vào cái phần là Demo Option và chúng ta vào cái phần là General. Từ đây các anh chị các bạn kéo xuống con này phần Header Setting. Đây, Footer Setting. Tới phần footer setting các bạn sẽ kéo xuống như đây. Cái phần array có nghĩa là ở đây. Array service đây. Array service. Đó nằm như đây. Thì chúng ta thay bỏ cái đoạn này đi. Rồi, còn đoạn này thì như thế nào? Đoạn này thì các bạn có thể copy ra một cái nốt cho mình sửa lại nha. Rồi sửa lại thì nó sẽ hiện theo cái của bạn. Ở đây thí dụ là WordPress, để đây các bạn để là trang web của bạn là web gì, web này đúng không? Rồi bỏ vô plan. Rồi cứ bỏ vô cái tên của bạn đi. Rồi ta cái plan tiếp xem.com premium rhythm. Rồi defender thanh khoa. Rồi còn những đường link này các anh chị thay vô bằng cái đường link của mình. Đây link website mình nè, bỏ vô họ ra nó sẽ cho bạn xem. Đó, bỏ vô. Bỏ vô. Đó. Rồi. Xong ha. Giờ qua tới phần mạng xã hội. Mạng xã hội thì các bạn kéo xuống đây nè.
Mạng xã hội thì nó sẽ nằm ở đâu? Nằm ở bên góc này. Ở đây thí dụ bạn có Facebook, Google ha, thì chúng ta bỏ vào. Ở đây ví dụ cái Twitter bạn không có chúng ta tắt, có thì chúng ta bật, ở Facebook có thì chúng ta bật, thấy không? Không có thì thôi. Ở đây Facebook tôi là H V thành Q. Rồi Google chúng ta có thì chúng ta bỏ vào, thấy không? Đấy. Còn RS link này thì chúng ta không có, chúng ta tắt cũng được. New link không có, chúng ta tắt. Twitter có thì sử dụng, đấy, cái nào có ta sử dụng đấy. Đấy, RS link này các bạn cũng có thể sử dụng của cái thằng YouTube cũng được ha. Đấy, ví dụ YouTube là cái kênh của bạn đi, rồi copy xong rồi mình bỏ vào đây. Rồi, subscribe là add feed. Đó. Rồi, chúng ta xem lại nó có 4 phần ha. Rồi, kéo xuống dưới. Kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống. Rồi, các bạn click vào. Sale. Bây giờ chúng ta ra chúng ta xem lại bằng cách reload lại. Ở đây nó sẽ có là copyright 2020 thiết kế web local power thiết kế web video HTTP bài thanh hoàng. Rồi click vô thì nó về cái trang mình đó, thấy chưa? Rồi ở phần mạng xã hội thì chúng ta có gì? Facebook đó, nó trở về cái trang Facebook của chúng ta. Đấy. Rồi. Ok. Đó, bạn thấy không? Rồi, click vô đây thì nó về YouTube. Rồi, đó. Chúng ta có mạng xã hội thì chúng ta bỏ vào. À, như vậy là chúng ta đã tạo xong được những cái phần nó như là tạo quảng cáo và liên kết mạng xã hội ở trên website của Red. À, bài này đến đây là kết thúc. Như vậy là các chị bạn cũng đã hoàn thiện cái trang web của chúng ta. Đấy. Và còn nhiều hơn nữa thì các bạn sẽ tạo thêm những cái mục và chuyên đề của các bạn ở trên website này ha. Nó load rất là nhanh các bạn. Đây, ví dụ mình click vào đây. Nhạc miễn phí của YouTube, click vào. Nó qua đây. Đó, nó vô liền luôn. Đó, còn bên đây là bên nơi. Đấy. Bên đây nó đề xuất. À, email show live. Đó. Rồi. Như vậy là phần này đến đây là kết thúc. À, hẹn gặp lại các bạn vào cái phần bài tiếp theo nha. Rồi, nếu các anh chị và các bạn có chỗ nào không hiểu hoặc là các bạn không làm được trong cái bài này á, thì các bạn hãy để lại cái phần bình luận ở bên dưới video clip này, và mình sẽ cố gắng giải đáp cho bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.